Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Bất Động Sản Biển Xanh. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Trong video này thì em xin chia sẻ và giới thiệu đến anh chị mình một căn nhà giá rẻ nằm ngay trong lòng khu đô thị Cát Tường, Phú Sinh, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với trung tâm Sài Gòn quận nhất là 35 km. Và căn nhà ngày hôm nay Biển Xanh quay và chia sẻ giới thiệu đến anh chị mình nằm ngay sát bên công viên 7 Kỳ Quan, cách 50 m anh chị nhé. Trên màn hình chính là căn nhà giá rẻ mà em muốn chia sẻ và giới thiệu đến anh chị mình trong video ngày hôm nay. Căn này với phong thủy là hướng nam, rất là mát mẻ, cách công viên 7 Kỳ Quan chỉ 50 m, xung quanh nhà cửa dân cư rất là đông đúc anh chị nhé. Nhà được xây trên nền đất là ngang 4 m, dài 12 m, kết cấu một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà tắm WC, sổ hồng riêng và giá cực kỳ là rẻ, chỉ có 1 tỷ 300 triệu Việt Nam đồng. Và giá này là giá chốt anh chị nhé, không có thương lượng. Nhà còn khá là mới, anh chị mình mua chỉ việc dọn vào ở ngay. Ngang 4, dài 12, một trệt một lầu. Với cái tầm tài chính 1 tỷ 3, 1 tỷ 4, ở cái thời điểm hiện tại trong khu Cát Tường Phú Sinh thì cũng không có nhiều sản phẩm. Nên là anh chị mình theo dõi và xem được video này của em, thấy nó phù hợp với tài chính và nhu cầu của mình đang tìm kiếm, thì hãy nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số 037 730 4018. Em dẫn mình xem nhà thực tế anh chị nhé. Nhà còn rất là mới nên là anh chị mình về không cần sửa chữa gì cả, chỉ việc dọn vào ở ngay. Một trệt một lầu và cách công viên 7 Kỳ Quan chỉ 50 m. Với một cái mức giá rất là rẻ, chốt 1 tỷ 300 triệu Việt Nam đồng. Giá này là giá chốt không thương lượng anh chị nhé. Bởi vì là đưa cái giá này là giá anh chị chủ bán lỗ khoảng 300 triệu rồi, cho nên là không có thương lượng nữa. Và muốn bán nhanh nên là đưa cái giá rất là rẻ luôn, với một cái mức giá để mà bán và giá chốt luôn. Nên là anh chị mình xem được video của Biển Xanh, thấy nó phù hợp với tài chính và nhu cầu của mình đang tìm kiếm, thì gọi cho Biển Xanh, em sẽ dẫn mình xem nhà thực tế để chúng ta mua. Sổ hồng riêng, mình mua là công chứng sang tên ngay. Và phong thủy của căn này là hướng nam anh chị nhé. Khá là mát mẻ, xung quanh thì dân cư nhà cửa rất là đông đúc rồi. Nằm ngay trong lòng khu đô thị Cát Tường, Phú Sinh, xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An, cách với trung tâm Sài Gòn quận nhất khoảng 35 km. Chúng ta di chuyển giao thông rất là thuận lợi và dễ dàng. Khu này thì không khí khá là trong lành, mát mẻ, không khói bụi, không ồn ào, không kẹt xe và không ngập nước. Rất là thích hợp cho những cô chú có tuổi, mình muốn tìm một cái khu vực không khí trong lành, yên tĩnh để chúng ta ở. Thì cái khu này cũng rất là đáng để cô chú anh chị chúng ta quan tâm. Dạ vâng, chúc anh chị nhiều sức khỏe, bình an và gặp may mắn trong cuộc sống nhé. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video mới nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.